hãng xe Thành Bưởi bị thu hồi 246 phù hiệu do vi phạm tốc độ. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi 246 phù hiệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi do vi phạm tốc độ. Tại buổi họp báo về kinh tế, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 5 tháng 10, ông Đỗ Ngọc Hải, trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải (CTVT) Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, từ đầu năm 2023 đến nay, Thanh tra Sở đã lập biên bản 2.383 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 3,6 tỷ đồng. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, Thanh tra Sở phát hiện và lập biên bản 34 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt là 35 triệu đồng. Ông Hải nói, về kết quả xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình GPS, trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở Giao thông Vận tải đã thu hồi 6.236 phù hiệu, biển hiệu, vi phạm tốc độ. Riêng công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi bị thu hồi 246 phù hiệu. Theo quy định, xe bị thu hồi phù hiệu khi trích xuất dữ liệu từ GPS của xe đó trong một tháng cho thấy có từ 5 lần vi phạm tốc độ, 1.000 km xe chạy trở lên, không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 5 km/h trở xuống. Kết quả rà soát cho thấy, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi đã đón trả khách không đúng quy định tại 3 địa điểm thuộc thành phố Thủ Đức. Theo ông Hải, tình trạng xe khách kinh doanh vận tải hành khách theo loại hình hợp đồng, du lịch đón, trả khách tại các bến bãi, trước và trong khuôn viên trụ sở văn phòng, thường gọi là xe dù, bến cóc, diễn ra trên cả nước và đặc biệt phức tạp tại các thành phố lớn. Các hành vi vi phạm khó xử lý do dữ liệu GPS hiện tại chỉ mới xử lý được vi phạm tốc độ. Dữ liệu cũng chưa đảm bảo về thời gian vì phụ thuộc vào kết quả xử lý thông tin dữ liệu của Cục Đường Bộ Việt Nam trên phần mềm quản lý, thường có độ trễ khoảng 2 tháng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.